Lãi suất huy động bình quân của các ngân hàng thương mại vẫn tiếp tục giảm 0,24% so với tháng 1 và 3,9% so với cùng kỳ năm 2023, đang ở mức thấp nhất trong 20 năm qua. Xét về kỳ hạn, trong tháng 2 ghi nhận một số ngân hàng tăng nhẹ lãi suất ở các kỳ hạn ngắn để thu hút thêm tiền gửi sau dịp tích nguyên đán. Trong khi đó, một số ngân hàng khác vẫn duy trì mức lãi suất thấp, đặc biệt là nhóm các ngân hàng thương mại nhà nước do nguồn vốn của hệ thống dồi dào. Việc một số ngân hàng tăng nhẹ lãi suất ở kỳ hạn ngắn cùng với lãi suất liên ngân hàng bật tăng mạnh cho thấy nhu cầu vốn là có nhưng chỉ là ngắn hạn, cục bộ ở một số ngân hàng. Trong bối cảnh các kênh đầu tư khác như cổ phiếu, bất động sản vẫn còn nhiều bất ổn thì tiền gửi ngân hàng vẫn là kênh lựa chọn ưu tiên của người có tiền nhà rỗi.